Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghĩ mệt đi rồi tắm, đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không, tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Dậy. Dậy đi. Có chuyện gì vậy ông? Dậy đi, xuống nhà có việc. Lẹ lên. Đây. Dạ anh hai uống nước. À, gia đình tôi á có ba anh em ở chung trong nhà. Kể từ bây giờ cô á là người ở cho cái gia đình này, phục vụ cho ba anh em tôi, rồi nấu cơm nè, lau nhà, giặt đồ cho tất cả mọi người, biết không? Biết không? Dạ. Mà tôi nói nè, ở đây á, ở cái vùng này á, cô không có được đi ra ngoài, cô biết chưa? Cô đi ra ngoài á mà không có giấy tờ á, là ông quản là bị bắt ở tù đó. Tôi nói cho biết vậy đó, nghe chưa? Dạ. Rồi giờ thấy gì không? Thấy cái gì không? Dạ thấy. Thấy thì làm đi, đợi gì nữa?
Đi ra đằng sau đi, còn đứng đó nữa. Dạ. Trời đất ơi. Làm gì mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Sao không xuống dưới làm việc nhà đi? Cơm nước gì nấu chưa? Tôi bị hai người em của ông cưỡng hiếp. Cũng chuyện bình thường thôi mà. Trước kia đó, cô cũng từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Bây giờ cho mấy anh em tôi hưởng thụ chút cũng đâu có sao đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông ngứa là cưới tôi về làm vợ lẽ. Ông phải bảo vệ tôi chứ. Không có nói gì nhiều hết á. Đi xuống dưới làm việc. Tao đã mất bao nhiêu tiền mới đem mày về đây được, thì mày phải làm việc cho tao, biết chưa? Đi xuống dưới làm việc. Vô. Vô. À, vô. Vô. Vô vẻ nha. À, đã thiệt. Áo ơi, gấp mồi, gấp mồi. Dạ, dạ. Gấp mồi ơi. Tại mọi gì mà kỳ cục vậy? Xíu đâu? Xíu đâu? Dạ. Đem thêm mồi lên. À, gấp đi, mồi đang lên. Ừ, được rồi, để tôi tự nhiên. Thank you.
Nè, mày làm gì mà nhìn vợ tao dữ à? Hả? À, mày muốn ngủ với vợ tao à? Nó giỡn chơi hoài mày. À, tao nói thiệt. Mày thích thì tao cho mày ngủ với vợ tao, cho mày xài ké luôn. Không hối hận nghe. À, không hối hận. Quân tử, quân nhất, tử ngôn. Nhất ngôn. Vô vô. À, vô đây, vô đây, vô đây. Vô. À, vô đây. Vô. À. À. Siêu à. Siêu. Dạ. Con mồi không đem lên đi. À, đứng lại. Đi đâu à? Ngồi xuống đây biểu à. Đứng nữa làm gì? Kêu mày đứng ở đây hả? Đi qua đây cho tao. Ngồi xuống đây. Ngồi sát vô. Ngồi vô. Nè, mày cầm ly này. Mày mời bạn của tao đi. Cầm lên. Vô. Em không uống được đâu. Mà uống đi. Mời lẽ uống lên đi. Mau uống đi. Nè. Ê. Uống đi. Uống đi. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên buông tôi đây. Ra tôi. Chàng lên. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Điểm đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Ha 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 ha.